đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 Hello Hello Xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay đó là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ thì à, hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ hôm nay là ngày 5 Tây tháng 3 ở Hoa Kỳ thì Việt Nam đó đã là ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 3 rồi và bây giờ là khoảng chừng 3 giờ chiều giờ Cali Thì uh, thường lại trở lại để mà chia sẻ một số những cái uh, thông tin cập nhật với các bạn Chú ý hôm nay chúng ta sẽ nói về những thông tin mới nhất Và cuối tuần này đó thì có gì mà chúng ta cần phải quan tâm đến Thì các bạn đã thấy là hôm qua đó chúng ta lại tiếp tục thấy BTC uh, đi xuống thêm một phần nữa Bây giờ chúng ta thấy được là giá Bitcoin là khoảng chừng là 39.500 Và chúng ta nhìn chung đó trong vòng 24 giờ qua thì chúng ta sẽ thấy được là thị trường nó cũng xanh lại một ít à, Tuy nhiên giá vẫn là thấp hơn so với cái tay khoảng chừng 2 ngày Nhưng mà chúng ta thấy là hôm nay cũng có một màu xanh nhẹ trở lại trong vòng 24 giờ qua sau khi mà giá đi xuống Và chúng ta thấy là trong vòng 24 giờ qua đó các bạn sẽ thấy được là giá cả của BTC là ở mức là 39.500 thì coi như là tăng 1,6% trong vòng 24 giờ qua nhưng mà cái mức giá này là cái mức giá chúng ta cũng đã thấy cách đây một tuần các bạn thấy được là một một tuần trước đây đó thì giá BTC cũng cỡ đó Ethereum đó thì hôm nay tuy là tăng 2,8% nhưng mà trong vòng một tuần qua vẫn xuống 3%, BNB đó thì tăng 3% và đó cũng là phần trăm tăng trong vòng một tuần qua XRP đó các bạn thấy hôm nay lại có cái sự tăng trưởng là 5,7% à, Nhưng mà trong vòng tuần qua thì vẫn xuống 2,7% Tel Luna thì cũng như là BTC tăng 1,6% Một tuần qua đã tăng gần như 18% Solana thì các bạn thấy được là cũng tương tự như là những đồng kia Như là Cardano à, hay là Avalanche Tuy là hôm nay tăng lại 2,3% nhưng mà những đồng này đó So với là giá một tuần trước đây thì vẫn xuống khoảng chừng 3 cho đến 4% thì chúng ta thấy được đây là có một cái sự tương quan không hề nhẹ khi mà chúng ta lên trên Google đó và tìm kiếm cái từ khóa Bitcoin và cái từ khóa ramen nghĩa là mì gói đó các bạn thấy được là cái màu xanh này là cái số lượng người đi tìm kiếm cái từ Bitcoin còn cái đường màu đỏ này đó là cái số lượng người trên Google tìm kiếm cái từ ramen hay là mì gói thì các bạn thấy được là cái sự tương quan không hề nhẹ và cái tương quan ngược với nhau có nghĩa là mỗi lần mà chúng ta thấy là cái số lượng người đó đi tìm kiếm cái từ Bitcoin tăng lên ở trên Google thì cái số lượng người đi tìm kiếm cái từ mì gói lại giảm xuống và ngược lại mỗi lần mà chúng ta thấy được là cái số lượng người đi tìm kiếm cái từ Bitcoin giảm xuống thì chúng ta thấy được lúc đó là những lúc mà giá cả không được tốt thì chúng ta lại thấy ngược lại là cái số lượng người đi tìm kiếm cái từ ramen mì gói lại tăng lên thì đương nhiên thì chỉ muốn nói giỡn với các bạn để cho các bạn À, thư giãn một chút mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói tới những cái thông tin chính đi. Thì chúng ta sẽ thấy là hôm qua đóng cửa chứng khoán đó chúng ta đã thấy là những chỉ số là màu đỏ. Giống như chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Jones thì kết thúc là xuống 0,53 phần trăm chỉ số S&P 500 thì xuống là 0,79% mà Nasdaq đó thì xuống là 1,66% trong khi mà chúng ta thấy được giá dầu vẫn cực kỳ cao luôn chúng ta đã thấy à, là cái hợp đồng dầu bây giờ đó đã tăng lên 6,8% mà mức là 115 đô cho một thùng dầu. Điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là các bạn sẽ thấy sự ảnh hưởng khi mà các bạn đổ xăng. Bây giờ đó ở Cali đó là trung bình là 5 đô la một gallon hay là chúng ta nhìn vào những cái tiểu bang khác có thể lên tới là 7 8 đô la một gallon thì cũng là điều mà đã bắt đầu chứng kiến rồi. Và đương nhiên, cái sự ảnh hưởng với cái mức giá dầu tăng lên đó là không chỉ uh, ngưng ở cái chỗ các bạn đổ xăng đâu mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát tại vì dầu các bạn đã biết là không chỉ dùng để mà đổ xăng mà còn dùng để mà sản xuất những hàng hóa dầu cũng có thể dùng trong vận chuyển thì đương nhiên tất cả những cái đó đều cũng sẽ có cái sự ảnh hưởng và giá cả sẽ dẫn đến tăng lên và đây là cái tình hình chung của chứng khoán tuần vừa rồi không phải là một tuần tốt lắm và chúng ta đã thấy là màu đỏ kết thúc buổi thứ sáu. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta thấy được là có một số những cái thông tin mới liên quan tới cái cuộc chiến giữa Ukraine và nước Nga mà thường sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin mới với các bạn. Nhưng mà trước hết các bạn thấy là có một số người nói là vàng đã có cái sự tăng trưởng phi mã. Thì khi chúng ta nhìn vào cái hợp đồng vàng, đây là hợp đồng vàng ở trên thị trường thì các bạn thấy được là À, vàng thì cái mức bây giờ đó là 1974 đô cho một ounce vàng thì cái mức này đó so với lại cái mức cái đề vài ngày thì cũng tăng lên một chút nhưng mà nếu nói là phi mã đó thì đương nhiên là không phải rồi các bạn khi mà chúng ta nhìn vào trong vòng 5 năm qua đó thì các bạn sẽ thấy được là hợp đồng này đó cái mức cao 5 năm qua là 2028 đô cho một ounce vàng nghĩa là cái mức giá bây giờ đó ở 1974 à, thì vẫn là cái mức thấp hơn cái mức 5 năm trước đây và đương nhiên khi mà các bạn so sánh trong vòng 10 năm qua đó thì à, 10 năm trước tháng 6 năm 2012 thì bạn có thể biết là cái mức vàng lúc đó là gần như là 1.800 đô thì sau 10 năm là 1974 và các bạn thấy được là nếu chúng ta lấy là 1974 giá bây giờ trừ cho uh, 1.800 đô giá cách đây là 10 năm là 174 đô thì chia cho 1.800 đô các bạn sẽ thấy được là trong vòng 10 năm thì vàng tăng như thế nào trong vòng 10 năm qua các bạn sẽ thấy được là vàng tăng 9,6% trong thời gian là 10 năm trong khi các bạn đã biết phần trăm lạm phát một năm thôi đã là 7,5% rồi nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là các bạn thấy là nếu như chúng ta nói giá vàng ổn định thì đương nhiên là ổn định rồi chúng ta đã thấy là cái giá vàng nó cũng tăng lên từ từ chứ còn nếu nói là tăng phi mã thì cũng không phải đâu tại vì các bạn đã nhớ là thứ năm tuần rồi đó là ngày 24 tây khi mà chiến tranh xảy ra thì lúc đó giá vàng là thời điểm đó thì zoom vào các bạn sẽ thấy lúc đó giá vàng đó là một 1925 thì 1925 khi mà chiến tranh xảy ra thì 1900 74 giá bây giờ trừ cho 1925 giá khi mà chiến tranh xảy ra đó sự khác nhau là 49 đô chia cho 1925 giá thời điểm cách đây một tuần thì nhưng cho 100 các bạn sẽ thấy được là trong vòng một tuần qua khi mà chiến tranh xảy ra đó thì vàng tăng 2,5 phần vẫn là tăng đương nhiên rồi nhưng mà cái mà thường nói đây anh ý các bạn nói là tăng thì là đúng nhưng mà nếu tăng phi mã đó thì không phải đâu nó chỉ tăng hơn một chút mà thôi nhưng mà nhiều bạn sẽ nói là nhưng mà nhìn giá cả của bitcoin thì sẽ thấy được là vàng ít ra đó thì vẫn cho thấy được là giữ được giá thậm chí tăng lên một chút nhưng mà bitcoin thì lại xuống giá cái đó, đó thì thường nghĩ là chúng ta cũng cần nên phải xem lại tại vì chúng ta thấy được giá BTC đã giảm hai hôm nay, thì có nhiều người nói là là mất lòng tin, là nơi chưa vững an toàn. thì tôi nghĩ là tại vì các bạn nhìn quá ngắn hạn, ngay cả khi mà chiến tranh xảy ra ra một tuần trước, các bạn lên biểu đồ xem giá của BTC khi mà chiến tranh xảy ra đó là 34.000 đô Bây giờ là gần như là 40.000 đô, 39.500 đô Thì nếu như mà BTC không phải là nơi chưa an toàn thì là gì? Các bạn hãy nhìn vào năm 2020 đi Khi mà dịch bệnh nổi lên đó, Thì lúc đó giá của Bitcoin là bao nhiêu? Bây giờ là bao nhiêu thì sẽ hiểu là tài sản chưa an toàn à, Tài sản lưu trữ giá trị là gì? Nếu như mà các bạn FOMO đó rồi nhìn nến phúc, thay vì nhìn đến tuần nến tháng thì sẽ bị cá mập ăn thịt đây là điều mà thường đã chia sẻ trên những mạng xã hội rồi và nhiều bạn cũng sẽ nói là nếu như mà thường nói tới năm 2020 đó thì lúc đó dịch bệnh à, nổi lên thì rất nhiều những tài sản cũng xuống giá rồi sau đó họ phục lại chứ không phải là chỉ riêng bitcoin điều này cũng đúng luôn nhưng mà cái thường nói đây đó là chúng ta nhìn so sánh bitcoin với lại chứng khoán của hoa kỳ với lại vàng với lại bất động sản các bạn sẽ thấy được là những tài sản đó đó trong vòng hai năm qua thì tài sản nào là cái tài sản mà nó tăng nhanh hơn đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây và các bạn có thể biết là thường với cái góc nhìn từ nhà đầu tư đó thì cũng không có uh, thích hay là không thích bất cứ một mảng nào chỉ cần một mảng nào mà mang đến được lợi nhuận uh, khi mà các bạn đầu tư lâu dài thì đó là một loại tài sản tốt chứ không phải là chúng ta thay thế cái đó với từ này hay từ kia và nhiều bạn nói là có thể chúng ta nên xem Bitcoin như là một cái mảng đầu cơ hơn là đầu tư Thì cái đó là quan điểm mọi người mà thôi cũng được Cái đó chỉ là cái định nghĩa mà chúng ta tự chế ra mà thôi Nhưng mà nào mà lên trên mạng tìm kiếm thì sẽ biết là Trong thế giới tài chính thật ra không có định nghĩa chính thức cho đầu tư và đầu cơ Chúng ta chỉ tự chế ra cái định nghĩa đó mà thôi Chứ còn không có một từ điện nào đánh giá chính thức đó là đầu cơ hay là đầu tư Tại vì bất cứ một cái mảng nào Tùy theo là cách bạn đầu tư cũng có thể trở thành là đầu cơ ngay cả chứng khoán cũng vậy bất động sản cũng vậy tùy theo là cách các bạn chứ không phải là cái bản chất của cái vật đó là đầu tư hay là đầu cơ gọi sao cũng được miễn là các bạn cảm thấy là an tâm với tài sản đó các bạn cảm thấy, các bạn hiểu cái tài sản đó bất cứ tài sản đó là gì và có thể mang được lợi ích đó, thì đó là một loại tài sản tốt trở lại để mà nói tại sao mà những nhà đầu tư đó đột ngột lại có cái sự lo ngại có phải là cách đây vài ngày đó các bạn thấy những thị trường đều là xanh hay là không chúng ta nhìn vào crypto chúng ta nhìn vào chứng khoán thì hầu như mọi người là lạc quan trở lại nhưng mà tự nhiên mọi người lại cảm thấy là không còn lạc quan như cái t hai ba ngày nữa cái tâm lý như nhà đầu tư ngắn hạn đó thì thay đổi theo giờ luôn nhưng mà có một điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó là một trong những cái lo ngại liên quan tới giá dầu tăng đó không phải là chỉ riêng như là lạm phát như là xăng dầu nó tăng giá như là thường mới vừa chia sẻ không đâu mà nó còn có một cái ý nghĩa lớn hơn nữa, đây là một cái um, bài chia sẻ mà Thượng muốn um, nói với các bạn ở đây là chúng ta nhìn bên dưới này đi, bên dưới này đó là các bạn thấy là những lúc mà giá dầu tăng lên và sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính như thế nào, chúng ta đã thấy trên màn hình đó thì thường đã chia sẻ là không phải các khủng hoảng kinh tế đều do giá dầu thô tăng 50% nhưng mà mỗi lần mà dầu thô tăng 50% đó thì dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Đây là một cái sự tương quan mà các bạn thấy là từ năm 1970 đã có rồi. Cái đường màu xanh các bạn thấy trên màn hình đó là những lúc mà giá dầu thô tăng lên 50%, thì chúng ta thấy là mỗi lần như vậy đó thì sẽ dẫn đến là có một cái đường màu xám trên màn hình. Đó. Các bạn thấy những đường này không? Đây là những cái đợt mà khủng hoảng tài chính thời điểm đó. Thì chúng ta thấy được là không phải là lúc nào chúng ta thấy là khủng hoảng kinh tế đều do giá dầu thô tăng lên như là thời điểm này của năm 1980 thì đâu phải đâu hay là chúng ta thấy là cái thời điểm này của năm 2020 cũng không phải nhưng mà Ngược lại thì đó là cái sự tương quan mà nhiều nhà đầu tư quan tâm đến là mỗi lần mà giá dầu thô tăng lên 50% Nó nghĩa là cái đường mà gạch gạch này, những cái dòng tròn màu đỏ đó Thì sau đó dẫn đến là một cái cuộc khủng hoảng kinh tế cho nên đây là một sự tương quan mà làm cho nhiều đầu tư nó cũng khá là lo ngại hiện bây giờ Và điều này đó có diễn ra thêm một lần nữa hay là không Tại vì tới thời điểm này đó thì cái giá dầu thô hầu như là gần như là mức là 50% rồi Có phải là chúng ta sắp sửa đối đầu với một khung quản kinh tế Và điều này sẽ có ảnh hưởng ra sao thường sẽ chia sẻ chi tiết thêm với các bạn khi mà chúng ta có thêm thông tin có thể là nhiều bạn mới tham gia đó thì không có rành thì thuận là một người mà làm trong thị trường tài chính cũng đã mười mấy năm rồi và lần đầu tiên mà thuận làm việc full time trong thị trường tài chính là tháng 7 của năm 2008 và ngay sau đó các bạn đã biết chuyện gì xảy ra rồi sau đó thì ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ và dẫn đến cái đợt khủng hoảng tài chính năm 2008 năm 2009 từ khi mà chúng ta có crypto ra đời đó chính là Bitcoin Singapore cách đây 13 năm thì chúng ta chưa hề chứng kiến cái thời điểm khủng hoảng kinh tế mà có crypto thì đưa crypto phản ra sao nhưng mà Thuận sẽ chia sẻ những cái video sau này những cái suy nghĩ của Thuận liên quan tới nếu như thật sự có một cái đợt khủng hoảng tài chính thì chúng ta có thể có thấy được những cái hiện tượng gì trong thị trường crypto này nhưng mà ngoại trừ vị đó thì thứ sáu mới đây chúng ta cũng có rất là nhiều những cái thông tin tốt nhất là cái thông tin liên quan tới cái công an việc làm đó thì thống kê tháng 2 đã có là chúng ta có thêm 678.000 việc làm đây là cái việc làm mà phi nông nghiệp như là chúng ta không tính những người mà làm nông thì đã tăng 678.000 và thêm vào đó đó có nghĩa là cái số lượng phần trăm thất nghiệp đã giảm xuống chỉ còn có 3,8% mà thôi và con số này đã, đã tốt hơn là con số mà nhiều nhà đầu tư từ Wall Street dự định họ nghĩ là con số tăng là khoảng 440 và phần trăm à, thất nghiệp là giảm xuống còn 3,9 nhưng mà đã giảm tốt hơn là con số à, họ mong đợi thì đương nhiên đây là thông tin rất là tốt rồi và các bạn à, nhìn vào đó thì chúng ta sẽ thấy là cái à, mức lương đó thì cũng tăng lên à, tháng này và tháng kia đó à, thì tăng 5,1% tính từ đầu năm cho đến bây giờ nhưng mà cái này vẫn thấp hơn là nhiều người muốn tại vì chúng ta thấy là cái phần trăm tăng 5,1 phần trăm này có thể là không đủ để cho những người đi làm đó cái lương họ nhận được có thể chống lại cái phần trăm lạm phát hiện bây giờ nhưng mà chúng ta thấy được là cái nơi mà có nhiều người uh, đi làm nhất bây giờ đó là chúng ta sẽ thấy là có thêm người đi làm vào những cái ngành như là du lịch làm việc cho những công ty thương nghiệp và làm việc trong cái ngành y khoa thêm vào đó chúng ta sẽ nhìn bên dưới này đó là các bạn đã nhớ cách đây hai tháng đó, chúng ta thấy là có một cái sự uh, bất đồng giữa con số được đưa ra từ chính phủ hoa kỳ và đưa ra từ ACP công ty tư nhân mà làm những cái việc như là giúp đỡ công ty trả lương cho những cái uh, người làm việc đó về cái phương diện kế toán thì công ty đó đưa ra cái thống kê là công việc làm rất là tốt nhưng mà sau đó cái con số đến từ chính phủ Hoa Kỳ thì lại không có phải là như vậy thì hôm nay chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn là con số tháng 12 đó đã điều chỉnh lại lên 588 ngàn có nghĩa là đã tăng thêm 78 ngàn việc làm cho tháng 12 và tháng 1 đó cũng điều chỉnh lại là 481 ngàn tổng cộng tháng 12 và tháng 1 đó điều chỉnh lại đã tăng thêm 92 ngàn việc làm thì cái này, con số này nó sẽ tương đương như con số mà được chia sẻ bởi bởi ACP coi như đó là cũng đã tương đồng với nhau rồi nghĩa là từ tháng 12 tháng 1 cho đến tháng 2 đó cả ba tháng này đều cho thấy là có rất là nhiều công an việc làm đã được tạo ra ở Hoa Kỳ thì đương nhiên đây đông tin rất là tốt thì tại sao chúng ta lại thấy là thị trường chứng khoán là một màu đỏ như vậy lý do đó thì có hai điều thứ nhất là chúng ta nên hiểu là con số phần trăm thất nghiệp này đó là sẽ là một trong yếu tố quan trọng liên quan tới phép tăng lãi suất Tại vì Fed có hai nhiệm vụ, như đầu tiên đó là quản lý giá cả, như là quản lý phần trăm lạm phát và thứ nhì đó chính là tạo công an việc làm, có nghĩa là phải quản lý cái phần trăm thất nghiệp thấp. Bây giờ phần trăm thất nghiệp là 3,8 lợi cái thấp rồi cho nên nhiều người sẽ nghĩ là Fed sẽ có nhiều lý do hơn để mà tăng lãi suất. Đương nhiên điều này là điều mà những người trên phố Wall không có thích. Nhưng mà đứng phía sau đó đó điều thứ hai đó chính là cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì vẫn đang diễn ra hiện bây giờ và nó rất là phức tạp luôn. Cho nên giữa hai điều này đó chúng ta không rõ Fed làm gì. Nhưng mà cho tới bây giờ đó thì Fed chủ tịch uh, John Powell cũng đã nói là ông ta sẽ đề nghị là tăng tháng 3 này lãi suất từ 0 lên tới 0,25 đó là đề nghị của Fed và chúng ta sẽ biết nhanh chóng mà thôi bây giờ đã là ngày 5 tháng 3 thì có nghĩa là chúng ta còn khoảng chừng 10 ngày nữa là sẽ biết kết quả và tôi nghĩ là cho đến khi mà Fed bắt đầu tăng lãi suất thì mọi người sẽ bắt đầu làm quen trở lại mà thôi chứ còn trước khi tăng lãi suất Fed cứ hù hoài làm cho nhiều nhà đầu tư đó họ sẽ không có rõ xu hướng cho nên tăng lãi suất tôi nghĩ là càng nhanh thì càng tốt thị trường nó sẽ giao động một chút nhưng mà nó cũng sẽ tạo được một cái nền tảng mới và từ đó đi lên đó là suy nghĩ của Thuần. Nói tới đây đó thì chúng ta sẽ nói tới một số cập nhật mà liên quan tới nghe và Ukraine đi. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn Dax Forbes Dex Super Aggregator là một sàn tổng hợp phi tập trung và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Với cái số lượng sàn DEX ngày càng tăng trên các blockchain, nên thì tính thanh khoản được trải động trên nhiều DEX và trên nhiều blockchain. Để có được mức giá tốt nhất trong một giao dịch, thì bạn cần phải kiểm tra giá trên nhiều sàn DEX khác nhau. Hơn nữa, do cách sàn DEX hoạt động, thực hiện một giao dịch lớn có thể tác động đến giá DEX do trực giá, dẫn đến thua lỗ khi mà so sánh với một cây giao dịch tối ưu hóa nơi mà nhà giao dịch chia nhỏ giao dịch của mình để trên nhiều sàn DAX. Cái sự tiện lợi đó của trình tổng hợp DAX là không thể chối cãi. Bằng cách kết nối ví của họ ra người dùng và nhà giao dịch chỉ cần là một chiếc ví tương thích với họ trên các mạng blockchain khác nhau trên nền tảng Forbes Pay và hoán đổi tài sản như các mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Giao thức hiện hỗ trợ Ethereum, BNB Chain, Polygon và Avalanche. Trên ERC20 đó thì chúng ta có Uniswap V2, Uniswap V3, Balancer, Curve, SushiSwap, Kyber, Oasis, ShibaSwap, Aave, Forward Swap, Bancor và nhiều hơn thế nữa. Ở trên BNB Chain đây thì có các giao thức chính bao gồm là AppSwap, Curve, Dodo, BakerySwap, SushiSwap, BuySwap, PancakeSwap, JetSwap, Swap, WBNB và JuSwap. Ở trên Polygon thì cũng có AppSwap, Curve, Dodo, Defin, SushiSwap, QuickSwap, Vault Finance, WMatic, Chesswap và Balancer Còn trên Avalanche thì có Polygon, SushiSwap, Curve, Dodo, YetiSwap, Lydia Finance, Snowball, Olive, Baguette, Canary, Complus và Wavax Và Forbit Pay thì có mã thông báo FBS cho mục đích quản trị và khai thác tính thanh khoản Chủ sở hữu của token FBS thì có thể thêm tiếng nói trong tương lai của mạng với khả năng đề xuất và bỏ phiếu về các thay đổi và nâng cấp thì token FBS cũng có thể được sử dụng để thưởng cho những nhà cung cấp thanh thoảng trong mạng Forbes Pay. Người dùng nó càng cung cấp nhiều tính thanh thoảng thì họ càng kiếm được nhiều tiền thưởng hơn. Nhưng mà nào mà con thú nó muốn trải nghiệm và tìm hiểu thêm thì có thể bấm bật link bên dưới để thử nghiệm swap trên nền tảng Forbes Pay. Tất cả những thông tin chi tiết sẽ là bên dưới của video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Thì chúng ta lại nhận thêm một cái thông tin mới nhất. À, về một công ty đã ngưng phục vụ nước nga đó chính là công ty paypal đây là cái thông tin đến từ ngày hôm qua còn về tình hình chiến sự đó thì chúng ta thấy là mới nhất là cái uh, thông tin liên quan đến uh, là nước hoa kỳ đó đã khuyến khích người dân Hoa Kỳ đang sống ở nước Nga đó thì nhanh chóng rời khỏi nước Nga tại vì sợ là cái cuộc chiến này nó sẽ càng ngày càng gắt cao hơn và có thể làm ảnh hưởng đến người quốc tịch Hoa Kỳ đang sống ở nước Nga hiện tại cũng như là những người Hoa Kỳ có thể là gặp vấn đề khi mà họ cần rút một số tiền lớn và rời khỏi của nước Nga hiện bây giờ. Còn chúng ta cũng đã nhớ là cách đây uh, hai ngày đó chúng ta nghe một cái thông tin đó chính là một cái uh, nơi mà tạo năng lượng nguyên tử của nước Ukraine đó, đây là cái nơi tạo năng lượng nguyên tử lớn nhất ở châu Âu. Cái nơi đó đã bị chiếm đóng sau khi mà cái uh, cơn lửa được dập tắt đó thì cái nơi đó đã bị chiếm đóng bởi quân Nga hiện tại. Thì sau đó đó Nước Ukraine đã lên tiếng kêu gọi UN kêu gọi những cái quốc gia nói là đây là một cái việc làm tội ác chiến tranh, cho nên đòi hỏi là những quốc gia hỗ trợ Ukraine bằng cách là đưa ra những cái lệnh là cấm bay trong quốc gia của họ, có nghĩa là không cho phép những máy bay, bay của nước Nga bay vào vùng trời của họ. Đây là một điều mà cũng không phải là mới gì các bạn cũng đã biết là chúng ta nghe nói tới nước Canada hay là nước Anh hay là nước Hoa Kỳ cũng đã có những cái luật tương tự rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ đó là những quốc gia này đó thực sự có thể nói là có thể không nhiều những máy bay nước Nga bay qua đâu cho nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà nếu như mà nói thì nước châu Âu đó như là nước Đức hay là những nước khác ở gần đó mà có cái luật như vậy đó thì thực sự rất là khó làm cho nên bây giờ đó theo thông tin mới nhất thì những cái nước trong khối UN đó và NATO à, cũng đã lên tiếng nói là đối với những quốc gia ở châu Âu đó thì sẽ không có cái luật là no-fly zone, có nghĩa là sẽ không có không cho phép máy bay của nước Nga bay qua vùng trời của họ đâu, thay vì làm như vậy đó cũng đồng nghĩa là nếu như mà có máy bay bay ngang qua vùng trời của họ thì họ phải bắn máy bay đó xuống thì đồng nghĩa là sẽ có cái cuộc chiến lớn hơn nữa và lan rộng ra với nhiều quốc gia đây là điều mà nhiều quốc gia không muốn hiện tại cho nên mặc dù là nước Ukraine kêu gọi nhưng mà những quốc gia ở châu Âu bây giờ họ nói là họ sẽ không có áp dụng cái luật là no fly zone, những cái máy bay của nước uh, nước nga đó vẫn có thể tiếp tục bay qua vùng trời của họ hiện bây giờ. Thêm vào đó nữa đó là chúng ta thấy là có một cái lệnh là ngừng bắn cho hai cái thành phố đó chính là Mariupol và Volnovakha. Thì đây là hai cái thành phố mà sẽ ngừng bắn để cho người dân có thể di tản trước khi mà tiếp tục uh, hai bên chiến đấu với nhau. Nhưng mà theo thông tin uh, sáng ngày hôm nay đó thì uh, đã có một số những cái Thông báo là có một số đơn vị đã không tuân thủ theo lệnh ngừng bán này. Bây giờ đa thuận vẫn chưa có rõ thông tin, nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất. Theo thông báo là vẫn đang có bán nhau diễn ra ở hai thành phố này. Còn về việc mà chúng ta có một cái đoàn xe dài 40 mile thì tới đâu rồi? Thực ra thông tin bây giờ nó cũng không có rõ ràng lắm là cái uh, số lượng xe dài bốn mươi mai đó đó đã đi tới đâu rồi chúng ta chỉ biết thông tin cuối cùng đó là đang tiến tới thành phố của Kiev và thôi và nhiều người cho đó là cái cuộc chiến này diễn ra càng lâu thì càng bất lợi đối với lại nước nga đương nhiên các bạn thấy được là chiến tranh rất là tốn kém không chỉ riêng là chúng ta nói tới súng đạn mà còn lương thực nhiên liệu tất cả cho nên đối với lại nhiều người bây giờ đó thì họ phân tích cái này là Thùng chia sẻ với các bạn mà thôi tại vì Thùng không có rành về cái vấn đề liên quan đến chính trị thì họ chỉ nói là cái số lượng xe dài 40 miles đó đó, thì có thể là sẽ có một cái đợt tấn công cuối cùng nhanh gọn tại vì không có thể kéo dài nữa sẽ tốn kém rất nhiều uh, cho nước Nga cho nên uh, có thể cuộc chiến này sẽ kết thúc uh, nhanh chóng uh, từ đây trở lên mà thôi Thùng sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin mới nhất với các bạn và thêm vào đó, đó là chúng ta uh, thấy là tuần sau đó thứ hai thì sẽ là cái đợt đàm phán lần thứ ba giữa nước Nga và Ukraine. Chúng ta cũng chưa biết được là những đợt đàm phán hai lần trước đã có kết quả gì. Chúng ta chỉ biết là hai bên thì sau khi đàm phán xong thì cũng khá là im lặng trên cũng không có biết kết quả là như thế nào. Chỉ biết là thứ hai tuần này sẽ là đợt đàm phán thứ ba giữa hai quốc gia này. Còn một thông tin nữa chính là công ty Airbnb đó thì có một số người rất nhiều luôn Uh, theo Airbnb đó thì họ nói là đã có 34.000 người Hoa Kỳ uh, họ book có nghĩa là họ đặt phòng Airbnb Airbnb đó thì những mà nào mà chưa sử dụng thì nó cũng giống như là các bạn kêu Uber hay là kêu Grab là các bạn có xe tới chở các bạn đi Airbnb đó thì người ta có nhà người ta có thể là cho mướn phòng cho mướn nhà riêng lẻ thông qua website của Airbnb thì đã có rất là nhiều người Hoa Kỳ book phòng 61.400 là 6 đêm À, từ ngày 2 tới à, ngày 3 tháng 3 Thì à, cái con số lượng người này đó đương nhiên là họ bước Nhưng mà họ sẽ không có qua Ukraine đâu À, mà họ bước này đó là coi như là một cái sự hỗ trợ đến à, từ hoa kỳ đối với người của ukraine thay vì là các bạn thấy là họ có thể là thông qua những trang web để mà quyên góp hay là gửi crypto nhưng mà không phải ai cũng rành và sử dụng crypto và nhiều trang web như là patreon thì không có cho quyên góp trực tiếp vào ukraine nữa cho nên nhiều người đã nghĩ ra một cái cách là họ sẽ bút phòng ở ukraine à, coi như là một cách mà hỗ trợ trực tiếp tiền đến cho cái người chủ của cái căn nhà đó nhưng mà họ sẽ không có tới để mà ở thì đây cũng là một cái thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn. Thêm vào đó nữa đó thì nước Ukraine có thể là tuần sau sẽ nhận được một cái số lượng tiền cũng rất là lớn luôn là 1,4 tỷ đô la. Đây là cái tiền sẽ đến từ IMF, có nghĩa là cái quỹ tiền tệ quốc tế. Những thông tin này là mới nhất mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn. Và thêm vào đó nữa đó thì cái sự ảnh hưởng liên quan tới tài chính thì vẫn tiếp tục là leo thang. Chúng ta đang nhìn vào trên màn hình đó, đây là biểu đồ đồng rubles của nước Nga so với lại đồng đô la. Thì các bạn đã thấy là tiếp tục đi xuống nữa. Chúng ta thấy được là bây giờ đó một đồng Rubles chỉ đáng giá có 0.008 đô la mà thôi, trong khi mà chúng ta thấy được là giữa tháng 2 đó, cách đây khoảng chừng 2 tuần đó là đáng giá tới 0.013 thì đồng Rubles đó giảm rất là nhiều so với đồng đô la trong thời gian chỉ có 2 tuần và giảm rất mạnh sau khi mà có cuộc chiến xảy ra đối với Ukraine ảnh hưởng rất lớn luôn. Và Thuận có thể chia sẻ với các bạn đó là không chỉ riêng là đồng ruble đâu Mà cuộc chiến này cũng làm ảnh hưởng đến là đồng euro của châu Âu Các bạn thấy là so sánh với đồng Swiss franc Thì đồng euro của châu Âu đó ở mức thấp nhất 7 năm So với đồng đô la đó thì đồng euro các bạn thấy được ở mức thấp nhất 2 năm qua Tại vì sao? Tại vì cái cuộc chiến này đó nó rất là gần châu Âu Và cái sự ảnh hưởng kinh tế nó rất là lớn luôn Cho nên À, nhiều người nói là đứng sau lưng nên người mà được lợi nhất đó chính là đồng đô la hiện bây giờ tại vì đồng uh, rubles cũng giảm cái bàn thì đồng euro cũng giảm luôn so với lại đồng đô la hiện tại và về cái sàn chứng khoán của nước Nga đó, moex.com thì cho tới bây giờ đó vẫn chưa có hoạt động, thì có nghĩa đã là hơn một tuần rồi sàn chứng khoán không có mở cửa. Nhiều người nói tại sao không mở cửa sàn chứng khoán của Moscow? Tại vì nhiều người nói là mở cửa đó thì mọi người cũng sẽ xả chứng khoán mình mà thôi, cho nên không mở đó thì tốt hơn. Đó là những cái sự suy đoán hiện bây giờ. Cho đến bây giờ, đó, sàn chứng khoán của Moscow vẫn không có mở cửa. Còn những cái sàn chứng khoán ở nước châu Âu thì như thế nào? Các bạn thấy được là những cái chỉ số chứng khoán châu Âu đó thì cũng không tốt. Chúng ta đã thấy là những chỉ số chứng khoán của châu Âu đó đã xuống 7%. Có nghĩa là xuống cái phần trăm nó tệ nhất từ khi mà dịch bệnh xảy ra tháng 3 năm 2020. Các bạn thấy được là chỉ số lớn ở châu Âu đó là... Pan European Stocks 600 đó để đóng lại xuống 3,6%, những ngân hàng đó thì xuống 6,7% và trong tuần đó đã xuống 7% rồi Nhưng thường chia sẻ đây là cái phần trăm đi xuống trong vòng một tuần Tệ nhất từ khi mà có dịch bệnh xảy ra Cái sự ảnh hưởng của cuộc chiến này đã không chỉ là riêng Ảnh hưởng đến kinh tế của nước Nga, kinh tế của Ukraine Mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của rất nhiều nước ở châu Âu hiện tại Và chỉ dù các bạn đứng bên nào cũng vậy Các bạn có thể là không tin những cái thông tin liên quan đến chiến sự đến từ những trang web phương Tây thì cái đó là quyết định của các bạn mà thôi. Cái Thuận có thể chia sẻ là thêm thông tin để các bạn nắm được. Và những cái thông tin này đó là nền tảng để chúng ta hiểu được những gì đang xảy ra liên quan tới tài chính hiện tại. Và có một điều nữa đó có thể là Thuận cần phải nhắc nhở các bạn nhớ là trước khi mà có chiến tranh xảy ra đó thì nhiều người đã không có tin những cái lời phát biểu của những bài báo ở hoa kỳ là trong vòng vài ngày sẽ có chiến tranh xảy ra đó là lời phát biểu đến từ tổng thống của joe biden cuối cùng thì như thế nào các bạn thấy được là trong vòng vài ngày đã có rất nhiều những cái bài báo cũng như là sự phát biểu đến từ chính phủ hoa kỳ chưa gọi mọi người nên cẩn thận và nói là cuộc chiến sẽ xảy ra ngay sau khi mà kết thúc thế vận hội ở bắc kinh cuối cùng đó những gì chúng ta nhận được cho đến khi mà chuyện tranh xảy ra đó thì điều hoàn toàn chính xác. Đây là một điều mà thường muốn nhắc nhở các bạn nhớ mà thôi. Và đương nhiên những cái chuyện đang xảy ra bây giờ đó thì ảnh hưởng người dân rất là nhiều cũng như là ảnh hưởng đối với những cái người tài phiệt ở nước Nga. Các bạn thấy được là một trong những tài phiệt tỷ phú nước Nga đó chính là Roman Abramovich. Thì Roman Abramovich thì đã chia sẻ là ông ta đã bán cái... Chelsea soccer club của ông ta đáng giá là khoảng thường nhớ là 3 tỷ mấy đó, 3,2 tỷ đô la. Ông ta có thể là bán cái club đá banh này đó rồi sau đó sẽ quyên góp để mà hỗ trợ người dân của nước Ukraine mà đang gặp nạn hiện bây giờ. Rất nhiều những người Nga đó thì cũng không có muốn chiến tranh xảy ra đâu nhất là khi mà ảnh hưởng đến túi tiền của họ thì uh, với cái việc là giá của bitcoin xuống hai ngày hôm qua đó thì có phải là mọi người uh, đều muốn nhanh chóng bán hơi bitcoin của mình hay là không tại vì quá lo sợ thì các bạn đã thấy là tài liệu thì không phải như vậy các bạn có thể nhìn những comment trên những cái diễn đàn những cái group chat hay là trên twitter đây thì có thể thấy nhiều người hoảng sợ nhưng mà tài liệu thì lại không cho thấy như vậy trên màn hình á đây là tài liệu đến từ classno thì các bạn thấy được là cái đường mà màu đen trên màn hình đó chính là giá cả của bitcoin cái đường màu vàng trên màn hình đó là cái số lượng bitcoin gửi đến những cái ví của những cái sàn thì các bạn đã thấy như thế nào các bạn thấy được là Thực tế thì chúng ta không thấy là có số lượng Bitcoin đột ngột đẩy lên trên sàn Tại vì nhiều người có tiền đó, những cá voi nhiều bạn nói Họ lo sợ họ bán, những người mà có nhiều Bitcoin đó họ lo sợ họ bán Hoàn toàn không có điều đó xảy ra Cho nên cái đường màu vàng này đó đang ở cái mức thấp Chứ không phải là tăng lên, tăng lên nghĩa là nhiều người gửi Bitcoin lên trên sàn Nghĩa là gì? Nghĩa là có thể là những nhà đầu tư ngắn hạn, những nhà đầu tư ở phố Wall Những nhà đầu tư riêng lẻ lo sợ bán ở thời điểm này Nhưng mà những người đầu tư lâu dài, những người hodler dài hạn và có lòng tin thì vẫn không có dấu hiệu bán hiện bây giờ Thêm một cái tài liệu nữa, tôi muốn chia sẻ với các bạn trên màn hình, đây là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi cái quỹ Bitcoin ETF lớn nhất bây giờ, đó chính là cái quỹ Bitcoin Purpose ETF ở Canada tại vì Hoa Kỳ vẫn chưa có quỹ Bitcoin ETF mà có Bitcoin thực sự trong đó chỉ có quỹ Bitcoin ETF Future mà thôi thì ở Canada đó, quỹ Purpose ETF đó, các bạn đã thấy như thế nào các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn thấy cuộc chiến diễn ra đó thì đột ngột cái số lượng Bitcoin được lưu trữ đó đã tăng lên cho đến ngày 3 tây tháng 3 đó cách đây 2 ngày đã lưu trữ là 34.764 BTC rồi. Tại vì sao chúng ta lại thấy đột ngột lại có cái sự tăng trưởng về số lượng Bitcoin lưu trữ bởi cái quỹ này? Tại vì cái nhu cầu tiếp cận với là Bitcoin trong cái thời điểm mà chiến tranh xảy ra như thế này đó đang tăng lên cao cho nên chúng ta mới thấy được là đột ngột quỹ đầu tư Bitcoin Purpose ETF lại có thêm BTC có nghĩa là các bạn có thể nhìn vào những diễn đàn các bạn đang sử dụng hiện bây giờ những cái group các bạn đang là hội viên các bạn có thể nhìn những mạng xã hội thì các bạn có thể là có cái tâm lý cá nhân của mình nhưng mà thường chỉ muốn chia sẻ là tài liệu thực sự không phải là như vậy những quỹ này đã tiếp tục nạp thêm Bitcoin vào chúng ta không thấy Bitcoin đẩy lên trên sàn đến từ những người mà lưu trữ nhiều năm và nhớ mấy ngày trước đó, nhiều bạn nói là hy vọng Bitcoin xuống chút để có cơ hội gom hàng thêm. Giờ thì các bạn đó đã có cơ hội rồi. Và đây cũng là lúc mà các bear đó, những người mà không thích Bitcoin đó lại xuất hiện và nói với bạn là BTC sẽ về 20.000 cũng như là họ đã từng nói với các bạn Bitcoin sẽ về 30.000, 35.000 bao nhiêu ngày tháng qua. Các bạn thấy được là những lúc như là tháng 5 của năm ngoái đó, Mọi người ai cũng kêu gọi là Bitcoin sẽ về tới 18.000, thậm chí nhiều người nói về 15.000. Cuối cùng thì các bạn thấy là giá không những là không tiếp tục xuống hơn 29.000 mà còn từ cái mức 29.000 lên 69.000. Sau đó nữa thì các bạn thấy được là mọi người sẽ tiếp tục kêu gọi giá đi xuống thêm nữa nhưng mà rồi lại nhìn BTC tiếp tục tăng. Câu chuyện cứ thế lặp đi lặp lại và các bạn thấy được là Bitcoin sẽ mãi rẻ nếu như bạn tin và sẽ may mắc nếu như bạn không tin và đối thường nên thì các bạn đã biết chiến lược là đầu tư dài hạn trung bình giá thuận vẫn tiếp tục mua hàng ngày luôn ở thời điểm bây giờ và như bạn thuận là thuận mua gì bây giờ thuận chỉ mua Bitcoin mà thôi ở những lúc như thế này đó như bạn thuận là có phải là sẽ có mua o con hay là không cho đến khi nào mà Bitcoin tăng và ổn định thì sẽ không có mùa con đâu. Đây là theo lịch sử. Ngoài ra chúng ta cũng có một số những thông tin khác các bạn thấy được là ở nước Nhật Bản đó thì cũng đã đi theo những quốc gia lớn như là ở nước Anh, ở Canada và Hoa Kỳ. Thì chính phủ Nhật Bản cũng đã nói là những người mà nằm trong danh sách đen đó, những người mà nằm trong cái danh sách mà bị cấm vận kinh tế đó thì những người đó tài sản sẽ bị đóng băng và tịch thu ở nước Nhật Bản cũng như là ở Hoa Kỳ, cũng như là ở nước Nga và cũng như là ở nước Canada hiện tại. Và thêm vào đó đó là nước Nhật Bản cũng nói là những sàn giao dịch Nhật Bản thì sẽ tuân thủ theo à, những người nào mà nằm trong danh sách đen đó đó mà có crypto thì những sàn giao dịch cũng sẽ đóng băng những cái tài khoản đó ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà cũng như là những quốc gia kia đó là sẽ không có cái ý định là đóng băng hết tất cả tài sản của người Nga đâu tại vì những người đó họ đâu có liên quan gì đến cuộc chiến này mà tại sao họ lại phải bị đóng băng như vậy? Đó là không công bằng. Nếu Nhật Bản bây giờ thì cũng như là Hoa Kỳ cũng như là Canada ở thời điểm hiện bây giờ và đương nhiên điều này đó là tại vì những người mà nằm trong danh sách đen đó đó là những người mà có quan hệ mật thiết đối là quốc hội đối với lời tổng thống Vladimir Putin thì đây là một những cách mà gây thêm áp lực đối với là Vladimir Putin thì điều này có hiệu quả hay không chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là SEC đó bây giờ cũng đã gửi một số những lá thư đến uh, cho một số sàn để hỏi về những người mà tạo ra NFT thì uh, có phải đây là bước kế tiếp của SEC, bang quản lý chứng khoán của hoa kỳ hay là không thì thượng vẫn chưa có rõ bây giờ vẫn chưa có bất cứ một cái à, cuộc kiện tụng nào nhưng mà họ bây giờ đang bắt đầu là lấn qua bên nft để xem coi là nft không phải là chứng khoán hay là không thì thường chỉ muốn chia sẻ với các bạn à, đây có thể là những gì mà chúng ta sẽ nghe thêm nhiều thông tin trong thời gian tới nhưng mà cái chúng ta muốn thấy đó là cái điều kiện giữa SEC và Ripple kết thúc nhanh chóng và cái sự chiến thắng nghiêng về bên Ripple. Điều này thường nghĩ mới có thể đẩy lui được những gì mà SEC muốn làm trong thời gian tới đây. Và đây, những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với bạn cuối tuần này. Ngày mai đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, thường cũng sẽ nghỉ làm video một ngày. Và hẹn các bạn vào ngày thứ hai đầu tuần để chia sẻ thêm những thông tin mới nhất với các bạn. Đương nhiên, thường vẫn tiếp tục sẽ cập nhật thêm nhiều thông tin trên những mạng xã hội từ đây cho đến ngày mai. Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital Thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia Thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn NEPX, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch Hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những người nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US. Những người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi. Và đương nhiên, Crypto One ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.